Cùng khám phá top 5 khách sạn 3 sao gần biển Mỹ Khê giá rẻ hấp dẫn du khách. Đi du lịch đến Đà Nẵng, bạn không nên bỏ qua bãi biển Mỹ Khê, được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh với những hoạt động vui chơi giải trí cực hấp dẫn. Nếu bạn có cơ hội lưu trú dài ngày thì top 5 khách sạn 3 sao gần biển Mỹ Khê này sẽ là lựa chọn thích hợp dành cho bạn. Khách sạn đầu tiên được nhắc đến đó là Sông Công Hotel. Sông Công Hotel được xem là khách sạn thu hút nhiều khách du lịch nhất với vị trí thuận lợi chỉ cách bãi biển Mỹ Khê vỏn vẹn có 2 phút đi bộ. Bạn có thể ngắm được bờ biển dài thơ mộng hay những cây cầu như cầu Rồng, cầu Sông Hàn tuyệt đẹp từ tầng 15 của khách sạn Sông Công. Tầm nhìn bao quát được cả thành phố Đà Nẵng từ trên cao. Với lối thiết kế sang trọng và hiện đại, sàn nhà được lát bằng đá sáng bóng, tất cả đồ nội thất đều làm bằng gỗ quý cao cấp cùng với phong cách phục vụ đầy chuyên nghiệp. Hơn hết, bạn còn được thưởng thức những bữa tiệc buffet với những món ăn Á Âu thượng hạng. Tất cả sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn khó quên bên gia đình và bạn bè. Tiếp đến đó là Beloved Hotel. Được xem là khách sạn gần biển Mỹ Khê, hấp dẫn du khách bởi con đường Loos Bay hướng thẳng ra biển Phạm Văn Đồng, nơi có bãi tắm xinh đẹp được rất nhiều du khách biết đến. Đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn đến thành phố Đà Nẵng xinh đẹp để tham quan và tắm biển chỉ với chưa đầy 3 phút đi bộ. Tại tầng 7 của khách sạn, bạn còn có thể ngắm nhìn quang cảnh toàn thành phố Đà Nẵng và thưởng thức cà phê hoặc cocktail, cảm giác thú vị vô cùng. Với 8,8 trên 10 điểm, Beloved Hotel được nhiều du khách khen ngợi với sự nhiệt tình và thân thiện của nhân viên bất kỳ lúc nào. La Suite Hotel Đà Nẵng. Với tông màu chủ đạo là nâu trầm và nội thất bằng gỗ cao cấp sẽ tạo cho bạn một cảm giác nhẹ nhàng và thư thái vô cùng. Du khách đến với La Suite Hotel Đà Nẵng còn được thưởng thức những món ăn Á Âu ở nhà hàng hay những ly rượu hảo hạng tại quán bar ngay trong chính khách sạn này. Ja Hotel Đà Nẵng là khách sạn 6 tầng gồm 50 phòng nghỉ sang trọng, nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp cạnh bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp. Với cách thiết kế không gian tao nhã, hai hướng nhìn ra sân vườn và bãi biển cực đẹp, đến với Ja Hotel, bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển ngay trong tầm mắt, được trải nghiệm các dịch vụ hòa mình với thiên nhiên. Khách sạn còn có hệ thống nghỉ dưỡng tích hợp bao gồm bar, coffee sang trọng, sẽ tạo cho bạn một góc nhìn hoàn toàn mới với không gian ẩm thực sinh động, phòng hội nghị cao cấp và những buổi tiệc đầy sắc màu. Bên cạnh đó, những dịch vụ đi kèm như cho thuê xe du lịch hay đặt tour giá rẻ theo yêu cầu sẽ cho bạn nhiều hơn những sự lựa chọn để biến chuyến du lịch của mình thành những giây phút nghỉ dưỡng đích thực. Khách sạn Kiên Cường 1 Hotel. Khách sạn Kiên Cường 1 được đánh giá là 9,7 trên 10 điểm. Không chỉ hoàn hảo về cả phòng ốc sạch sẽ, dịch vụ đa dạng, mà hơn hết là sự thân thiện và đầy chuyên nghiệp của nhân viên. Kiên Cường 1 Hotel là sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ kính. Những dãy phòng của khách sạn được chia thành hai khối. Một khối có hướng nhìn ra biển Mỹ Khê và khối còn lại gồm các phòng có hướng nhìn về trung tâm thành phố. Từ trên cao, du khách có thể cảm thấy được sự thú vị khi quan sát hết các góc nhìn từ Đà Nẵng. Chỉ với 600.000 đồng một ngày, bạn có thể tận hưởng cho mình một chuyến đi tuyệt vời khi lưu trú tại Kiên Cường 1 Hotel, thưởng thức những bữa điểm tâm buffet gồm những món ăn Á Âu hấp dẫn. Bên cạnh đó, dịch vụ massage sông hơi chuyên nghiệp từ chính khách sạn sẽ đem đến cho bạn những giây phút nghỉ ngơi hạnh phúc nhất. Bỏ túi ngay những địa chỉ trên để chuyến du lịch thêm trọn vẹn và thoải mái bạn nhé!